Hey, chào tất cả các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại kênh mình ha. Hàng hôm nay mới về luôn các bạn ơi ha. Thì khá là nhiều luôn các bạn. Thì anh em có thể thấy trên màn ảnh ha. Mình sẽ mô tả sơ, mình sẽ quay sơ chi tiết anh em nào làm được lô nào làm ha. Còn không thì mình mốt 3-4 ngày sau mình sẽ dọn mình bán lẻ. Mấy nay hàng về liên tục ra kho để chổng, nói chung là giờ nó cũng đầy luôn rồi mà chưa có dọn ra bán lẻ cho anh em. Thì anh em nào chơi lô thì mình sang cái lô cho anh em luôn ha. Rồi đầu tiên đi anh em, cái đầu lô đầu tiên nè, một lô xe nâng 4 con nè anh em. Con này thì con này có thể đó, con này có thể nâng cao được đây anh em ha. Con này thì tải trọng nó khoảng 500kg thôi đây ha, 500kg ha, nâng cao anh em có thể thấy cái thông tin ở đây ha. Con này gài đâu khóa đâu à, con này gài nó bị ấy rồi. Đó, phải coi lại cái này mới đạp nó lên được nha anh em. Một con đó, ba con Chris Harmon ha. Mấy này là của Nhật hết ha anh em. Mấy con này nè anh em thấy nè, cái ti nó chà bá luôn ha, nó cao lên khoảng nâng cao được 3-4 tấc á. Mấy này ra băng hết đây. Con này 1,5 tấn ha, con này 1,5 tấn luôn, ba con này 1,5 tấn hết ha. Mấy con này là nâng cao được đây ba con ha. Đó, tiếp theo anh em, tiếp theo là mấy con máy rửa ha, có ba máy rửa máy nổ ha anh em. Một con nè đó, hai con, ba con ha. Mấy đầu này là ti sứ, đa phần ti sứ hết ba con ha. Con Mitsubishi, cái đầu này giống đầu Honda mà chắc không phải quá, giống nhái anh em. Đầu này Kubota Honda luôn à, lốc Honda à? Bởi vì nhớ siêu qua là Honda hết rồi. Lật cái lốc bên đây nè, bên đây nè, đây nè, Honda 160 đâu tù 120 cũng xéo luôn đúng không? 160. 160 có mấy ốc đây, Honda anh em. Honda nó có lóng lóc luôn đó, đó. Lóng lóc luôn nha. Này đúng Honda nha, đó anh em thấy không? Mờ quá. Đó. Đó, Honda. 5,5 người. Cần tiếp cho nó luôn này. Nha, ba con. Ba con nha anh em. Ba con máy rửa. Còn một mớ máy rửa xe ha. Cục hàng đó Viettel mới hoàn về anh em. Cái con này là rất là nhiều người anh hỏi luôn, nhưng mà cái anh kia anh nói anh đặt mình giao cho anh này, cuối cùng anh không lấy nè. Con này ba dao nha anh em ha, con này ba dao. Nắp chụp này đâu, nắp chụp đâu rồi? Đây. Có chưa, tưởng nó không có ha. Con đó ba dao nha anh em. Rồi ok, đó để tính sau đi. Rồi cái lô đầm đây anh em, đầm thì được 5 con ha, đúng rồi 5 con, 5-6 con hình như chổng con nữa, 6 con rô pin nè. Mấy con này là mấy ký ta, 62 kg hay nhiêu? Con này không có để nè, không để bao nhiêu ký. Một con, hai con, ba con, bốn con. Có con này bự nè, con này nặng nè, này của Santo vậy nè đó. Con này máy lớn như 20. Rồi một con máy đời cao Mikasa ha, máy nằm, cái máy của Subaru luôn em đó. 5 con ha, đó 5 con máy. Một con bơm thi lực ha, bơm này anh em là về chế độ gì chế ha. Máy đầu này nó đóng ngắt bằng điện hết nè anh em, này chắc về bỏ ba điện này ra xài cơ đi chứ không gành xài điện rồi đó nha. Đó, anh em xài nào xài ba cái đồng hồ thủy lực ha. Rồi con máy rửa trong thùng nha, con nước nóng. Con này thì mini thôi anh em, con này có 2 ngựa thôi đó, 2 ngựa. Đây tiếp theo ba cái bình hơi nha, bình 130 lít ha, của Hitachi, bình đời cao luôn. Con này mấy bình này cũng còn khá đẹp ha. Ba bình, bình hơi không rồi nha. Bình đó 80 lít đó, 80 lít. Bình đó 3 ngựa, hai bình này 5 ngựa nha. Một cái con đầu rửa nước nóng nè, Batman. Con này chắc nữa mình sẽ gã ra anh em ơi, gã ra cái đầu. Wow, cái đầu cực đẹp luôn. Đầu này ok máy nè. Trời, cái đầu này cực đẹp luôn anh em nha. Cái đầu này cực đẹp luôn. Để mình coi cái đầu này bao nhiêu.
Cái đầu này 511 nha anh em. Cái đầu trong đó 511 ha, đầu ok 511. Một bộ ha. Con này là nãy mình nói rồi. Giờ con này coi đậu này đậu gì, mở cái nắp ra coi. Một con này hot nữa đây. Đây đầu ok. Cái đầu này 313 anh em, đầu này như mới luôn ha. Cái con kia bên cũng như mới luôn nha. Con này quá đẹp luôn, tháo cái đầu nè. Giá gã mấy cái đầu này ra, anh em mà muốn mua thùng nguyên thùng thì ấy ha. Ok. Trời y gan luôn anh em, 311 luôn. Ha, mấy đầu này đẹp cực kỳ. 311 nha, đẹp cực kỳ luôn. Đó, anh em là lấy nguyên thùng này có rửa nước nóng thì vẫn rửa được luôn nha anh em, nguyên thùng. Đó, còn không thì chắc 2-3 ngày mình sẽ gã ra hết. Lấy chỉ cái khung này thôi. Nguyên cái khung này thôi mình đấu lại cho anh em xài. Rồi một con máy lộng anh em. Máy lộng ha, con Hitachi. Con này bánh đà như ta. Bánh đà 3 tấc rưỡi kìa. Đó. Trời ơi con đe nữa. Má con đe hết hồn lớn luôn anh em, cầm một tay nổi luôn á. Con này nãy cẩu về đó bán, con này đẹp long lanh. Con này của Hitachi nha, CB75FA. Con này cái lưỡi nó chạy ra nó bị cắt cái dành này nè. Gò chỗ này lại ha. Đó. Con này thông số đâu rồi dưới đây nè. 75FA. Dòng tua 9000. Đường kính đây là 410mm. 315mm. Con này cực kỳ đẹp. Con này chắc đường kính lưỡi 3 tấc mấy, 3 tấc mấy 4 tấc gì đó. Siêu đẹp luôn. Ha. Này mà tiếc cái là motor than thôi, mà motor than này anh em gắn motor từ vô vẫn được ha, gắn con hai ngựa lên. Chạy bao ngon. Ha, một con. Hết chưa? Còn đâu nữa? Trong đây bắt đèn mới thấy đường chứ. À, đây về tiếp đây anh em. Con này rồi tối hù luôn, bắt đèn lên. Bắt đèn gọi cũng được, chiếu cũng được. Đây này nè. Đèn điện thoại cũng được. Con này cũng mới về luôn anh em. Ha. Con này thì đầu ok luôn nè. Nhiêu ạ? 313 luôn. Vậy là mình có 3 cái đầu ok 313 nha anh em. Ha, đầu bộ nước nóng luôn, bộ này gọn. Đầu này cực kỳ đẹp. Trong thùng là đẹp hết nha anh em. Đó. 3 bộ 313, cái con này anh em nào xài nguyên thùng cũng được nè. Hết kia. Đó, nó gọn. Con này cái thùng nó thì hơi gọn nè, đó. Ha. Nguyên thùng. Rồi còn nữa anh em nhiều lắm, anh em mình về nhiều lắm, nhiều cả chục bộ đầu rửa trong thùng mà. Đây. Wow. Con này mấy ngựa vậy? Con này 5 ngựa nha, đầu rửa này 5 ngựa nha. Đó, ti sứ hết nha anh em. Đầu này là chạy lưu lượng đây. Anh em nào mà rửa chạy nếu xài 33 à, anh em nào mà về mà sửa rửa là bao anh em ngon luôn ha. Rửa vừa lưu lượng nè, áp cao nữa ha. Có hai đờ le ngắt tự động luôn nè. Mình tắt điện á. Con này gắn bơm hơi được không trời? Mega 3 20kg, 15kg. Trời ơi dữ rồi. Con này là có 1.5 mà. 1.5 mega 3 là 15kg đó cha. Mega 3 là 15kg áp cao đó. Ha, con này là thùng này rất là mới, cái đầu này cực kỳ mới luôn đây nè. Ha. Đầu này áp chạy lưu lượng đã luôn, lưu lượng mà ti sứ anh em mà xài mà anh em rửa xe tải á. Motor đời mới. À luôn motor đời cao. Siêu cao luôn. Ha, motor lá, một con ha. 4 năm đầu luôn anh em. Đây, hai con luôn. Ha, trời con này đầu khủng hơn nữa. Con này đầu bự hơn nữa. Con này 7 ngựa gửi luôn nha anh em. Ha, con này bự hơn con kia nữa. Con kia 5 ngựa, con này 7 ngựa gửi. Trời ơi cái đầu kìa, cái đầu dài từ bên đây qua bên đây luôn, khoảng 3 tấc mấy luôn anh em. Gần 4 tấc luôn. Khoảng 3 tấc rưỡi á. Ha. Ha, cái đầu là đẹp, hết hồn đẹp luôn anh em ơi. Ha, này mình vệ sinh mình test nhẹ cho anh em à. Cái là đã luôn. Đây thêm đầu đây, 7 rưỡi nữa đúng không? Ôi đầu này 7 rưỡi đây anh em. Motor đời cao không anh em ơi. Ha. À, mấy con rồi, hai con 7 rưỡi. Này dính bụi thôi, đơn giản à, vệ sinh nhẹ là cái nè. Đầu này đẹp nha, xịt nhớt vô đó chùi nhẹ cái đẹp thôi. Rồi. Rồi, đầu đó 5 ngựa. Vậy là hai đầu 5 ngựa, hai đầu 7 rưỡi rồi. Ba đầu, con này 5 ngựa nè. Đây 5 ngựa đây anh em. Đầu này 5 ngựa nha. Đây, mấy đầu này đẹp không à, nó dính nhớt nó dính bụi lên nè, đó anh em thấy không? Đẹp long lanh, này chùi nhẹ là đẹp lắm luôn nha anh em. Chết rồi, mưa luôn rồi. Rồi đóng lại đi, đóng lại đi rồi dở cái đầu này lên. Rồi giờ dở cái đầu này lên. Dở bên kia.
đó. Rồi đầu này 5 ngựa luôn nha anh em. Đầu này thì đúng rồi, hơi xấu hơn đầu kia, 5 ngựa luôn nha. Đó. Đầu này 5 cái thùng này là có 2-3 đầu 3 ngựa, 1 đầu 2 ngựa ra. Bỏ xuống đi. 2 đầu 7 ngựa gửi ha. Rồi, thêm một cái lô CB nữa anh em ha. Này hàng mới về hết anh em. Mình đang dục vô kho đây, hàng mới về hết. Anh em nằm chơi nguyên lô CB này, cân ký tính tiền luôn anh em ha. Nè, cái này là chống giật luôn nè ha. Khởi nữa nè. Nguyên cái tủ điện luôn, anh em nào có chế cháo nguyên tủ luôn cũng được nè. Tủ điện đẹp lắm luôn. Nút on off thôi à. Đó. Hai cái. Anh em nào chơi nguyên lô hoặc là ấy gì đó thì cũng được, tùy thôi. Tín hiệu đồ tà le đó biết đâu vậy. CB 20A nè. Nè này chống giật nè. Cái lô này chống giật nhiều lắm. Khởi nữa nè. Này khởi nha anh em. Khởi nữa nè. Con này chống giật hả? À? Phải chống giật không? Con này thường. Rồi chống đó phải không? Nhiều lắm, nhiều lắm. Nhiều lắm anh em. Được, được. Giờ là cọc đi rồi biết để lại chứ mà. Nhiều lắm. Ok. Trời ơi, đây có cái bạc đạn nhào đây nữa. Rồi đó. Thì lô hàng về được nhiêu đó ra nè. Lô hàng về được nhiêu đó. Về mà mình không hết chỗ để luôn anh em. Ngồi còn để cái đống này kia vô đây nữa ha. Alo, cái gì vậy, bắn gì à? À bắn tia laser bên em không có à. Ha, rồi rồi. Dạ, búa trong búa nào ta? Anh nhắn tin vô em đi, em đang quay video xíu à nha. Rồi rồi. À nay về được hai cái này nữa anh em. Hai cái lọc ha. Lọc một cái đẹp cái xấu ha. Có Iwata, trời con này còn trong bọc luôn. Trong hộp bọc luôn, Iwata. Này cũng Iwata luôn nhưng mà hơi xấu hơn ha. Con này đẹp long lanh hai cái. Rồi. Hôm nay về được nhiêu hàng đó anh em, thì anh em nào mà thấy ưng cái nào thì alo mình cái đó ha, mình sang ngang lại luôn tại hàng nhiều quá rồi. Ha. Còn không thì chắc khoảng vài bữa nữa mình dọn. Ha, còn anh em nào muốn tự dọn thì mua về dọn luôn. Mình xuống tại chỗ mình báo giá chi tiết cho anh em luôn ha. Rồi ok. Cảm ơn, chào tạm biệt anh em. Cái gì? Đó khách lấy luôn hả? Rồi rồi rồi.